Xin chào tất cả các em học sinh, chào mừng các em đã đến với video bài học. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời những câu hỏi thuộc bài 1 nhập môn hóa học, thuộc phần mở đầu của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào câu hỏi mở đầu nhé. Mở đầu trang 6 sách giáo khoa hóa học 10. Hầu hết mọi thứ xung quanh chúng ta đều liên quan đến hóa học. Hóa học nghiên cứu về những vấn đề gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong đời sống và sản xuất? Làm thế nào để có phương pháp học tập và nghiên cứu hóa học một cách hiệu quả? Các em đã có câu trả lời cho những câu hỏi này chưa nhở? À, vậy thì chú ý cho cô này. Hóa học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của chất cũng như ứng dụng của chúng. Hóa học có vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất và nghiên cứu khoa học. Các chất hóa học có trong mọi thứ xung quanh ta như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu để sản xuất, các loại thuốc chữa bệnh, vân vân. Tiếp theo thì để có phương pháp học tập và nghiên cứu hóa học một cách hiệu quả thì học sinh chúng ta sẽ cần phải làm theo các bước sau này. Ôn tập và nghiên cứu bài học trước khi đến lớp, rèn luyện tư duy hóa học, luyện thói quen tìm tòi, khám phá, quan sát và liên kết giữa các sự vật hiện tượng trong đời sống, ghi chép kiến thức thường xuyên, luyện tập thường xuyên, hình thành nuôi dưỡng hứng thú, say mê chủ động trong việc học tập, rèn luyện kỹ năng tra cứu, mở rộng kiến thức từ các nguồn tài liệu khác nhau phù hợp với bài học và lứa tuổi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần câu hỏi giữa bài. Phần 1 nhỏ, đối tượng nghiên cứu của hóa học. Hình thành kiến thức mới 1, trang 6, sách giáo khoa hóa học 10. Quan sát hình 1.1, hãy chỉ ra các đơn chất và hợp chất, viết công thức hóa học của chúng. Các em hãy quan sát vào hình 1.1 thì chúng ta thấy đây là hình mô tả một số đơn chất và hợp chất. Mình sẽ có các vật thể như là lá nhôm này, bình khí nitrogen, cốc nước và muối ăn. Thì lá nhôm sẽ được tạo bởi chất đó là nhôm hay là còn gọi là aluminium. Bình khí nitrogen sẽ được tạo bởi nitrogen. Cốc nước sẽ được tạo bởi các nguyên tử hydrogen đấy, liên kết với oxygen. Và muối ăn sẽ được tạo bởi các nguyên tố như là chlorine hay là sodium. Vậy thì mình sẽ cùng viết lên công thức hóa học của các chất này và nêu xem là chúng là đơn chất hay hợp chất nhé. Nào, thì ta có này, lá nhôm có công thức hóa học là Al và là đơn chất. Bình khí nitrogen có công thức hóa học là N2 và là đơn chất. Thì nói đến khí, phân tử khí thì chúng ta viết dưới dạng là phân tử có hai nguyên tử là N2 nhé. C đó là nước thì công thức hóa học là H2O và là hợp chất. Muối ăn có công thức hóa học là NaCl và là hợp chất. Vậy thì mình nhớ lại đơn chất là những chất mà được tạo nên bởi một nguyên tố hóa học, còn hợp chất là những chất được tạo nên bởi từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Đó. Vậy chúng ta có ôn lại một chút về đơn chất và hợp chất nhỉ? Tiếp theo là đến hình thành kiến thức mới 2, trang 6, sách giáo khoa hóa học 10. Quan sát hình 1.2 cho biết ba thể của bromine tương ứng với mỗi hình A và B, sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ trật tự trong cấu trúc của ba thể này. Chúng ta có thể quan sát vào ba thể của bromine được biểu diễn trong hình này. Ống nghiệm ở hình A có chứa bromine ở dạng bên dưới là có dạng lỏng. Nhưng mà bên trên ấy có phần mũi tên chỉ đây chính là bromine ở dạng rắn này. Và hình phóng to này mô tả cho chúng ta là các phân tử bromine được sắp xếp một cách làm sao nhỉ? Chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là được sắp xếp một cách sát nhau và có trật tự. Đó, phần tiếp theo đến hình B thì mô tả bromine ở dạng lỏng được ở bên dưới này. Bromine ở dạng lỏng một phần ở bên dưới. Thì các phân tử, các nguyên tử bromine thì cũng sắp xếp gần nhau nhưng mà lại không theo một mức độ nhất định, đúng không nhỉ? Có thể chuyển động tự do được. Đó. Còn ở phần bên trên là bromine ở dạng khí thì các nguyên tử bromine đấy, và phân tử bromine ở dạng khí thì là liên kết với nhau bởi hai nguyên tử đấy, và chuyển động hỗn loạn không theo một trật tự nhất định. Vậy thì chúng ta có thể trả lời ba thể của bromine đó là hình A là ở thể rắn, hình B thì cũng có thể lỏng và ở thể khí hay còn gọi là thể hơi. Thứ tự tăng dần mức độ trật tự trong cấu trúc đó là
Ở thể khí hay là còn gọi là thể hơi ấy, thì mức độ trật tự kém, tức là các phân tử nguyên tử thì chuyển động một cách hỗn loạn, không theo một trật tự nhất định. Ở thể lỏng thì cũng chuyển động một cách làm sao nhỉ, nó không hỗn loạn như ở thể khí, nhưng mà nó cũng chuyển động, có thể chuyển động trượt trượt lên nhau được. Còn ở thể rắn thì hầu như là không chuyển động được và sắp xếp sát nhau theo một trật tự nhất định. Tiếp theo đến phần hình thành kiến thức 13, trang 7 sách giáo khoa hóa học 10. Quan sát hình 1.3 cho biết trong các quá trình A và B, đâu là quá trình biến đổi vật lý và đâu là quá trình biến đổi hóa học, hãy giải thích. Hình 1.3A chính là quá trình thăng hoa của iodine. Cô xin lỗi, là iodine. Chúng ta có thể thấy là iodine ở dạng rắn. Và thăng hoa tức là chuyển từ dạng rắn sang dạng khí màu tím, thì chúng ta thấy này, khí iodine màu tím và không qua thể lỏng. Tức là thăng hoa là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể khí, hay là gọi là thể hơi đấy, mà không qua thể lỏng. Đó. Và hình B là nhúng ninh sắt vào dung dịch copper sulfate. Chúng ta có thể thấy là nhúng ninh sắt vào này thì dung dịch mình đã thấy là đổi màu rồi đúng không? Và có một phần một phần chất rắn màu đỏ bám vào bên ngoài đinh sắt. Vậy thì chúng ta có thể không quan sát rõ phần màu đỏ, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là có một phần chất rắn nào đó bám vào đinh sắt đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta có thể trả lời đó là quá trình A là quá trình thăng hoa của iodine, là quá trình biến đổi vật lý, vì đây chỉ là quá trình chuyển thể của chất từ thể rắn sang thể khí. Còn quá trình B nhúng đinh sắt và dung dịch copper sulfate là quá trình biến đổi hóa học, vì có sự tạo thành chất mới, dung dịch đổi màu, có chất rắn màu nâu đỏ bám vào đinh sắt. Phương trình hóa học là Fe có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch CuSO4 để tạo thành FeSO4 và Cu. Đây chính là phần chất rắn này, phần chất rắn bám vào đinh sắt. Và dung dịch này, dung dịch CuSO4 của chúng ta là có màu xanh lam và chuyển sang màu xanh lá. À, đúng không? Của FeSO4. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang luyện tập 7 luyện tập trang 7 sách giáo khoa hóa học 10. Câu hỏi như sau: khi đốt nến được làm bằng paraffin, nến chảy ra ở dạng lỏng thấm vào bốc cháy trong không khí, sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước. Cho biết giai đoạn nào diễn ra hiện tượng biến đổi vật lý và giai đoạn nào diễn ra hiện tượng biến đổi hóa học, và hãy giải thích. Vậy thì chúng ta chú ý các cái hiện tượng như sau này: khi đốt nến được làm bằng paraffin, nến chảy ra ở dạng lỏng, đấy, thấm vào bấc, cháy trong không khí và sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước. Vậy thì mình sẽ trả lời ở đây: quá trình nến chảy lỏng thấm vào bấc là giai đoạn diễn ra hiện tượng biến đổi vật lý, vì nến chỉ chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. Nến cháy trong không khí sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước là giai đoạn diễn ra hiện tượng biến đổi hóa học, vì có sự hình thành chất mới, đó là carbon dioxide và hơi nước. Chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi thuộc phần 2, vai trò của hóa học trong đời sống và sản xuất. Hình thành kiến thức 14, trang 7, sách giáo khoa hóa học 10. Quan sát từ hình 1.4 đến hình 1.10 cho biết hóa học có ứng dụng trong những lĩnh vực nào của đời sống và sản xuất. Chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô các hình từ 1.4 đến 1.10 ở trang 7 và trang 8 sách giáo khoa hóa học 10, và chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi này nhé. Nào, chúng ta sẽ có hình 1.4 là một số loại nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, ví dụ như là mình chạy ô tô, xe máy, như là xăng hay là dầu đấy, thì ứng dụng trong lĩnh vực làm nhiên liệu chưa nhỉ? Tiếp theo là một hình 1.5 này, một số loại vật liệu xây dựng. À, đây là ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu. Hay là làm thuốc phòng chữa bệnh cho con người, đây là ứng dụng y học và dược phẩm. Chỉ khâu tự tiêu được dùng trong y khoa thuộc lĩnh vực vật tư y tế. Và các chất hóa học dùng để sản xuất mỹ phẩm thuộc lĩnh vực mỹ phẩm. Tiếp theo là hình 1.9, bón phân cho cây trồng, hóa học được ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Hình 1.10 là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thì ở đây các chất hóa học được ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhé.
Tiếp theo ở hình 1.9 là hình ảnh là bón phân cho cây trồng, thì ở đây các chất hóa học được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Và hình 1.10 nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì các chất hóa học đã được ứng dụng để sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hình thành kiến thức mới 5 trang 8 sách giáo khoa hóa học 10, nêu vai trò của hóa học trong mỗi ứng dụng được mô tả ở các hình trên. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nêu một số vai trò ngắn gọn như sau. Hình 1.4, lĩnh vực nhiên liệu tạo ra các loại nhiên liệu như xăng, dầu, diesel. Hình 1.5 thì là lĩnh vực vật liệu, sản xuất vật liệu xây dựng như là sắt, thép, xi măng, gạch, cát, sỏi. Hình 1.6 và 1.7 thuộc lĩnh vực y học, sản xuất thuốc chữa bệnh hay là những trong lĩnh vực vật liệu y tế là sản xuất chỉ y khoa và các dụng cụ y tế. Hình 1.8 sản xuất các loại mỹ phẩm khác nhau như là kem dưỡng, nước tẩy trang, kem chống nắng, vân vân. Hình 1.9 là sản xuất các loại phân bón như là phân ure, phân NPK. Và hình 1.10 là thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm các loại hóa chất để chúng ta có thể làm thí nghiệm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang luyện tập trang 8 sách giáo khoa hóa học 10, kể tên một vài ứng dụng khác của hóa học trong đời sống. Và câu trả lời của chúng ta như sau: các ứng dụng khác của hóa học trong đời sống như là lấy vân tay tội phạm này, dùng côn để sát khuẩn. Chúng ta có thể biết đến là cái việc dùng côn để sát khuẩn trong dịch COVID-19 đúng không nhỉ? Côn có thành phần chính là ethanol và chúng ta đã sử dụng cái chất hóa học đấy để mình chế tạo ra các loại nước rửa tay. Lọc nước bẩn này, sản xuất thực phẩm, đồ ăn, sản xuất các loại đồ gia dụng vân vân, rất là quan trọng và có ứng dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta phải không nào? Vận dụng trang 9 sách giáo khoa hóa học 10. Từ sáng sớm thức dậy cho đến tối đi ngủ, em sử dụng rất nhiều các chất trong việc sinh hoạt cá nhân. Ăn uống, học tập, hãy liệt kê những chất đã sử dụng hàng ngày mà em biết. Nếu thiếu đi những chất ấy thì cuộc sống sẽ bất tiện như thế nào? Những chất hàng ngày sử dụng mà em biết như là oxygen, nước, có công thức hóa học là H2O, chất béo, chất xơ, vitamin, tinh bột, đường, muối, iodine, calcium, phosphorus. Khi thiếu các chất này thì cơ thể sẽ mắc nhiều bệnh khiến sức khỏe yếu đi hoặc có thể không còn sự sống. Ví dụ như là oxygen, hỗ trợ quá trình hô hấp và các quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể. Nếu thiếu oxygen, con người sẽ không thể tồn tại được. Hay là iodine là một trong những nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của thể chất, tinh thần, giúp điều hòa, chuyển hóa năng lượng. Nếu thiếu iodine thì có nguy cơ gây bệnh biếu cổ, chậm phát triển trí tuệ, chậm lớn ở trẻ em. Và cái muối này được bổ sung trong thành phần muối ăn của chúng ta, muối gia vị của chúng ta, muối iốt đấy. Và khi mà thiếu cái loại muối để làm gia vị thì làm sao nhỉ, món ăn của chúng ta cũng sẽ kém đi cái phần ngon miệng đúng không? Hay là calcium đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, trong hoạt động của hệ cơ và hệ thần kinh nói chung và cấu tạo nên xương. Nếu thiếu calcium có thể gây nên một số triệu chứng như là mất ngủ này, móng tay yếu và dễ gãy, sâu răng, chậm mọc răng và da khô. Hay là nguyên tố quan trọng đó là phosphorus cùng với calcium cấu tạo nên xương và răng, hóa hợp với protein, lipid và glucid để tham gia cấu tạo nên tế bào và đặc biệt là màng tế bào. Nếu thiếu phosphorus có thể gây nên thiếu sức sống, chán ăn, đau và xương khớp, v.v. Hay là một nguyên tố cũng quan trọng với đời sống của chúng ta nữa đó là fluorine, là một nguyên tố có trong thành phần của kem đánh răng. Đấy, nếu mà thiếu cái nguyên tố này thì răng của chúng ta sẽ kém chắc khỏe và không được trắng sáng nữa đúng không nhỉ? Và kem đánh răng thì cũng rất là quan trọng khi mà mỗi sáng thức dậy của chúng ta sẽ đánh răng trước khi đi học, đi làm này, đúng không nhỉ? Vậy thiếu những chất hóa học trong đời sống của chúng ta thì mình sẽ cảm thấy bất tiện và cơ thể của chúng ta sẽ không được khỏe mạnh nữa. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 3, phương pháp học tập môn hóa học. Hình thành kiến thức mới 6 trang 9 sách giáo khoa hóa học 10, nêu ý nghĩa của các hoạt động có trong hình 1.11 đối với việc học tập môn hóa học. Các em sẽ quan sát đây là hình để minh họa một số hoạt động trong học tập môn hóa học. 1.
Đó là ôn tập và nghiên cứu bài học trước khi đến lớp. Hai là rèn để tư duy hóa học. Ba là ghi chép. Bốn, luyện tập thường xuyên. Năm, thực hành thí nghiệm. Sáu, sử dụng thẻ ghi nhớ. Bảy, hoạt động tham quan trải nghiệm. Và tám, sử dụng sơ đồ tư duy. Đây là một số hoạt động trong việc học tập môn hóa học nhé. Chúng ta sẽ cùng đi nêu ý nghĩa của từng hoạt động có trong hình 1.11 như sau. Đối với hoạt động 1, ôn tập và nghiên cứu bài học trước khi đến lớp. Làm quen trước bài học, em có thể theo dõi và hiểu hơn được những gì những giáo viên đang giảng dạy. Hoạt động tiếp theo đó là rèn luyện tư duy hóa học. Đầu tiên thì chúng ta nên tập trung vào việc hiểu các khái niệm cơ bản. Khi mà đã hiểu rõ về các khái niệm và các nguyên tắc cơ bản thì ta có thể ghi nhớ các chi tiết sau đó. Ngoài ra, khi nắm vững các nguyên tắc cơ bản và hiểu được các khái niệm, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc ghi nhớ các kiến thức liên quan khác. Hoạt động 3 là hoạt động ghi chép. Các công thức và phương trình hóa học sẽ dễ nhớ và dễ hiểu hơn rất nhiều sau khi được viết ra. Xem lại những ghi chú giúp ta xác định được những gì đang làm và chưa hiểu và chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi. Tiếp theo là hoạt động luyện tập thường xuyên, giúp em kiểm tra lại sự hiểu biết, kiến thức khi xem lại và làm bài tập. Từ đó ghi nhớ và khắc sâu kiến thức hơn. Hoạt động tiếp theo là hoạt động thực hành thí nghiệm. Khi nói đến việc học hóa học, không có gì thay thế được thực hành thí nghiệm và không có cách nào tốt hơn để học hiệu quả khi được làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học, giúp em củng cố sự hiểu biết và kiến thức về hóa học. Tiếp theo đến thứ sáu là hoạt động sử dụng thẻ ghi nhớ, giúp em dễ ghi nhớ các kiến thức hóa học, công thức và sử dụng một cách chính xác. Hoạt động 7, hoạt động tham quan, trải nghiệm, giúp em kiểm nghiệm thực tế đối với các ngành nghề có liên quan đến môn hóa học, giúp em định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân. Và cuối cùng đó là hoạt động sử dụng sơ đồ tư duy, giúp em ghi nhớ thông tin một cách logic, sáng tạo và dễ dàng sử dụng các kiến thức đã học. Trên đây là ý nghĩa của một số hoạt động mà chúng ta thường sử dụng khi mà học tập môn hóa học. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Hình thành kiến thức mới 7 trang 9 sách giáo khoa hóa học 10. Hãy cho biết các hoạt động trong hình 1.11 tương ứng với phương pháp học tập hóa học nào. À vậy thì các hoạt động trên chúng ta sẽ cùng liệt kê theo từng phương pháp nhé. Đầu tiên đó là phương pháp tìm hiểu lý thuyết thì chúng ta sẽ sử dụng hoạt động đó là ôn tập và nghiên cứu bài học trước khi đến lớp và hoạt động ghi chép. Đối với phương pháp học tập thông qua thực hành thí nghiệm thì mình sẽ sử dụng hoạt động thực hành thí nghiệm. Đối với phương pháp luyện tập và ôn tập thì chúng ta sẽ sử dụng một số hoạt động như là rèn luyện tư duy hóa học, luyện tập thường xuyên, sử dụng thẻ ghi nhớ và sử dụng sơ đồ tư duy. Còn đối với phương pháp học tập trải nghiệm thì mình sẽ sử dụng các hoạt động tham quan và trải nghiệm. Luyện tập trang 9 sách giáo khoa hóa học 10. Dựa vào các tiêu chí khác nhau, em hãy lập sơ đồ để phân loại các chất sau: oxygen, ethanol, iron three oxide, acetic acid và saccharose. Vậy thì dựa vào thành phần của các hợp chất hóa học này thì chúng ta sẽ có sự phân loại như sau. Các chất này đều là các chất hóa học thì chúng ta sẽ sử dụng cái gốc chung đó là chất hóa học. Và chất hóa học thì được chia ra thành chất vô cơ và chất hữu cơ. Thì các em nhớ lại khái niệm về chất vô cơ và chất hữu cơ đúng không nhỉ? Các chất vô cơ là các chất hữu cơ trước nhá. Các chất hữu cơ là những chất mà trong thành phần có chứa nguyên tử carbon trừ một số hợp chất như là carbon nguyên chất này, CO, CO2, H2CO3 hay là một số các mối carbonate, vân vân. Còn chất vô cơ thì là ngược lại đối với chất hữu cơ là không chứa nguyên tố carbon trừ những cái chất như là carbon nguyên chất này hay là CO, carbon monoxide, carbon dioxide, CO2, H2CO3 và các mối carbonate, cyanua, vân vân. Vậy thì dựa vào thành phần thì mình sẽ phân ra thành đơn chất và hợp chất đối với chất vô cơ. Đơn chất là trong thành phần chỉ chứa một nguyên tố hóa học, còn hợp chất thì trong thành phần chứa từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Oxygen là đơn chất, còn iron three oxide là hợp chất. Còn chất hữu cơ thì em có thể phân thành hai loại đó là chất hữu cơ đơn chức và chất hữu cơ tạp chức. Các chất hữu cơ đơn chức như là acetic acid, ethanol, còn chất hữu cơ tạp chức ở đây thì mình có saccharose.
Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển sang vận dụng trang 9 sách giáo khoa hóa học 10. Em cùng các bạn trong nhóm hãy tự tạo thẻ ghi nhớ để ghi nhớ một số nguyên tố trong 20 nguyên tố hóa học đầu tiên của bảng tuần hoàn. Ở đây thì các em có thể tự sáng tạo thẻ ghi nhớ theo cái sự sáng tạo của bản thân mình, làm sao cho cái thẻ ghi nhớ đấy chứa đầy đủ các thông tin về một nguyên tố hóa học. Cô gợi ý một loại thẻ ghi nhớ như sau. Trong thẻ ghi nhớ của cô có tên nguyên tố đứng đầu tiên, sau đó đến ký hiệu, ví dụ sodium ký hiệu là Na, nguyên tử khối là bằng 2,3, thuộc chu kỳ 3 và nhóm 1A. Đây là gợi ý cho em một loại thẻ ghi nhớ. Các em có thể làm tương tự đối với các nguyên tố còn lại để chúng ta có thể học và luyện tập hoặc có thể chơi trò chơi với nhau chẳng hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi thuộc phần 4 phương pháp nghiên cứu hóa học. Hình thành kiến thức mới 8 trang 10 sách giáo khoa hóa học 10. Cho biết 3 phương pháp nghiên cứu hóa học được sử dụng độc lập hay bổ trợ lẫn nhau trong quá trình nghiên cứu. Thì các em nhớ cho cô 3 phương pháp nghiên cứu hóa học, đó là phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu ứng dụng. 3 phương pháp này bổ trợ lẫn nhau trong quá trình nghiên cứu. Hình thành kiến thức mới 9 trang 10 sách giáo khoa hóa học 10. Hãy cho biết trong đề tài nghiên cứu thành phần hóa học và bước đầu ứng dụng tinh dầu tràm trà trong sử dụng nước súc miệng, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu nào? Thì chúng ta nhắc lại sơ qua về các bước thực hiện trong đề tài nghiên cứu thành phần hóa học và bước đầu ứng dụng tinh dầu tràm trà trong sản xuất nước súc miệng. Bước thứ 1, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu thành phần hóa học và ứng dụng của tinh dầu tràm trà làm nước súc miệng thông qua các công trình khoa học trên các tạp chí đã được xuất bản. Bước 2 là đặt giả thuyết là tinh dầu tràm trà có khả năng kháng khuẩn. Bước thứ 3 là thí nghiệm chiết xuất tinh dầu bằng ứng dụng trưng cất lôi cuốn hơi nước. Và bước thứ 4 là khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của sản phẩm nước súc miệng từ tinh dầu tràm trà. Vậy từ đây thì chúng ta có thể thấy này, bước 1, bước 2 là phương pháp nghiên cứu lý thuyết, bước 2, bước 3, bước 2 cũng là một phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, và bước 3 cũng là một phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, và bước thứ 4 là phương pháp nghiên cứu ứng dụng, chúng ta có thể trả lời. Trong các đề tài trên, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp, thứ nhất là phương pháp nghiên cứu lý thuyết ở bước 1 và bước 2, nghiên cứu thực nghiệm ở bước 2 và bước 3 và nghiên cứu ứng dụng ở bước thứ 4. Luyện tập trang 11 sách giáo khoa hóa học 10, hãy chỉ rõ các bước nghiên cứu trong hình 1.12 tương ứng với những bước nào trong phương pháp nghiên cứu hóa học. À, vậy thì dễ thôi đúng không nhở? Bước 1 thì ứng với xác định vấn đề nghiên cứu, bước 2 là ứng với nêu giả thuyết khoa học và bước 3, bước 4 ứng với bước thực hiện nghiên cứu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với vận dụng trang 11 sách giáo khoa hóa học 10. Muriatic là một thuật ngữ chung chỉ sự tích lũy của các chất gây ô nhiễm có khả năng chuyển hóa trong nước mưa tạo nên môi trường acid. Các chất gây ô nhiễm chủ yếu là khí SO2 và khí NOx. Ở đây NOx ở đây là chỉ số, có thể là NO hoặc là NO2 vân vân. Thải ra từ các quá trình sản xuất trong đời sống, đặc biệt là quá trình đốt cháy than đá, dầu mỏ và các nhiên liệu tự nhiên khác. Hiện tượng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người, động thực vật và có thể làm thay đổi thành phần của nước, các sông, hồ, giết chết các loài cá và những sinh vật khác, đồng thời hủy hoại các công trình kiến trúc. Theo em, việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại của muriatic thuộc phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm hay ứng dụng? Vậy các em có biết là cái phương pháp nghiên cứu, cái việc nghiên cứu này thuộc phương pháp nghiên cứu gì không nhỉ? À, vậy chú ý cho cô, đó là chúng ta sẽ trả lời là việc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại của muriatic thuộc phương pháp nghiên cứu ứng dụng nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần bài tập. Bài tập 1 trang 12 sách giáo khoa hóa học 10. Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học? A. Thành phần cấu trúc của chất. B. Tính chất và sự biến đổi của chất. C. Ứng dụng của chất. Và D. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
À, câu này rất là dễ phải không nhỉ? Chúng ta có thể trả lời luôn đáp án đúng là đáp án D. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học mà là đối tượng nghiên cứu của sinh học. Bài tập 2 trong 12 sách giáo khoa hóa học 10. Qua tìm hiểu thực tế, em hãy thiết kế một poster để về vai trò của hóa học đối với lĩnh vực y học. À, chúng ta có thể tự thiết kế poster bằng việc là mình có thể vẽ tay này hoặc sử dụng một số phần mềm như là Canva hay là PowerPoint. Ở đây thì cô có một gợi ý cho chúng ta về thể hiện vai trò của hóa học trong y học bằng sử dụng phần mềm Canva. Đó là chúng ta sẽ ghi cái phần vai trò của hóa học trong y học ở mục chính này. Và chúng ta sẽ sử dụng cái phông của người ta có sẵn và mình có thể một thể hiện một số vai trò của ứng dụng của hóa học trong y học như là điều trị ung thư bằng xạ trị, sản xuất thuốc chữa bệnh vaccine hay là thực hiện các xét nghiệm. Chúng ta có thể sử dụng những cái sơ đồ hay là những cái phông hình ảnh mà có sẵn để chúng ta có thể dễ ghi nhớ và dễ hiểu hơn đối với những nội dung kiến thức của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 3 trong 12 sách giáo khoa hóa học 10. Cho các bước trong phương pháp nghiên cứu hóa học, nêu giả thuyết khoa học, viết báo cáo, thảo luận, kết quả và kết luận vấn đề, thực hiện nghiên cứu, xác định vấn đề nghiên cứu. Hãy sắp xếp các bước trên và sơ đồ dưới đây theo thứ tự để có quy trình nghiên cứu phù hợp. Ở đây, sơ đồ các bước nghiên cứu hóa học thì chúng ta sẽ có bước 1, bước 2, bước 3 và bước 4. Bước 2 và bước 3 thì có thể là thay đổi luân phiên lẫn nhau. Thì ở đây câu hỏi này cũng chúng ta có thể trả lời như sau này. Trình tự nghiên cứu như sau: xác định bước 1 là xác định vấn đề nghiên cứu, bước 2 là nêu giả thuyết khoa học, bước 3 thực hiện nghiên cứu và bước thứ tư là viết báo cáo, thảo luận kết quả và kết luận vấn đề. À, các bước này thì chúng ta sẽ phải nhớ kỹ cho cô để chúng ta thực hiện nghiên cứu một cách có trình tự và có khoa học nhất để chúng ta có thể nghiên cứu thành công nhé. À, các bài tập của chúng ta cũng tương đối là dễ dàng, cũng không có gì là quá khó đúng không nhỉ? Vậy ở trong bài học này, qua cái việc trả lời thì chúng ta đã được tìm hiểu những nội dung kiến thức của bài học. Thì chúng ta có thể thấy là hóa học có vai trò rất là quan trọng và ứng dụng rất nhiều đối với đời sống của chúng ta. Hóa học cũng rất là thú vị và cũng rất là dễ dàng đúng không nhỉ? Bài tập cuối cùng này cũng là bài tập kết thúc video của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những video bài học sau.